25 nhá. Nấu 9 m/kg gạo nếp chứa 80% tinh bột. Trộn men đem ủ, kết thúc quá trình lên men thu được 23 lít ethanol. Hiệu suất 60%. Khối lượng riêng của ethanol. Thế thì mình sẽ có là 23 lít ethanol thì mình cần phải tìm ra được khối lượng của C2H5OH. Nó bằng là 23. Đây là lít nhá. Thực ra lít thì mình cũng coi miligam thôi, mình tính như bình thường. Đây coi đây là 0,8 gram thì mình sẽ đưa nó về là 0,8 kg trên lít. Được chưa? 23 nhân 0,8. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ có đề bài hỏi là m/kg gạo nếp thì mình cũng cần phải tính tinh bột đã. C6H10O5. Thì ra được hai lần thằng C5H. Hiệu suất của quá trình là 6% là 0,6. Vậy số mol anh này 23 nhân 0,8 chia 46. Bằng 0,4 mol. Vậy mình suy ra được số mol tinh bột là 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,6. Được chưa? 0,2 chia 0,6. Ta có 0,2 chia cho 0,6. Được chưa? Đây là số mol của C6H12H10O5 này nhân 162 ra phân tử khối này. Được chưa? Đây là, nhưng mà đây là mình mới ra được cái khối lượng là khối lượng của tinh bột thôi, còn khối lượng gạo nếp thì vậy, bởi vì là gạo nếp chứa 80% tinh bột thì phải chia cho 0,8 nữa. Đấy, kết quả của chúng ta 67,5 nhỉ? Thì bấm máy tính nhầm ở đâu đấy? Đúng không? 67,5 đấy.